Xin chào các bác, chào tất cả mọi người. Kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em giới thiệu với mọi người và các bác một cái cây địa lan. Tên hơi nhỏ nhưng thân lá thì nó rất là to. Đó chính là cây tiểu ngọc. Thân lá cái này nó rất là to. Anh chị nhìn này. Đấy, cây tiểu ngọc này. Đấy, lá nó to dài này. Đấy, đây. Lá rất dài đúng không ạ? Lá rất dài, to. Cần hoa to cao. Cần hơi to nhưng kiểu dạng cần thô. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đấy, anh chị nhìn sai bông này thì anh chị sẽ thấy là cái cần hoa nó hơi thô đúng không? Đấy, cần hoa nó hơi to, to bằng cả cái cánh luôn. Thế nên là cái cây này nó một cây rất là đẹp nhưng mà gọi là tiểu ngọc. Thì theo cái đánh giá của em ấy thì cái, nó cũng tên nó cũng xứng đáng với cây này. Bởi vì cây này thân lá rất to khủng. Nhưng mà cần hoa to hợp lý cân đối. Nó không bị mất cần. Nó không bị mất cần. Đấy, anh chị thấy đây cái lá đây này sang ngang rất là hợp lý. Đấy là mình nuôi chậu để khoảng tầm 5 thân. Nhưng đây của anh em nó chỉ có một thân, nó có thân già thôi. Thế nên là nó trông hơi ít lá. Đấy, anh chị nhìn thấy một củ của nó đã là 5 lá rồi. Đấy, còn cái củ dài bên kia thì 2 lá. Rất khỏe đúng không ạ? Thì đây thì nó là cái cây, anh chị nhìn cái lượng bông hoa trên cần của nó. Để em đếm xem là nó được bao nhiêu bông. 23 bông các anh chị ạ. 23 bông các bác. 23 bông rất là dài chứ nó không phải ngắn như là những cái cây khác. Thì cái cây tiểu ngọc này thì nó cũng cây là cái cây địa lan xanh đột biến xanh rừng. Đấy, cánh rất là xanh. Lưỡi vàng. Và nó có cái đặc trưng thân lá rất to. Cần hoa to nhưng bông nó nhỏ. Sai bông nó nhỏ và cánh nó khá nhỏ, cần hơi thô. Cần hơi to. Đây mọi người có thể ngắm gần hơn về cái bông hoa nó. Đấy. Năm nay thì là do địa lan nở cũng không đạt nên là cái bông nó chưa ngay ngắn và đẹp. Nhưng đây nó cũng là một cái tư liệu để các bác anh chị có thể xem và nhận biết được một cái cây địa lan tiểu ngọc nó như nào. Theo em nghĩ thì là các bác đặt tên trước thì có nghĩa là bông nhỏ thôi, chứ còn thì nó cũng là màu xanh ấy. Xanh ngọc rất là đẹp, lưỡi vàng đẹp và cân đối, thân lá to. Thì em cũng xin phép giới thiệu luôn cái cây này, còn ràng lá hay là các thứ thì chắc anh chị cũng nghe nhiều video chắc cũng biết rồi. Anh chị có thể tham khảo lại một số những cái đó, bài viết hoặc video đấy trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa để có thể tham khảo được nhiều hơn về các loại địa lan khác. Thì đây là cái cây tiểu ngọc của nó, củ của nó đây rất là to. Thân mầm của cây xanh vàng thì luôn luôn xanh sạch. Thì cái này chắc anh chị cũng biết rồi đúng không ạ? Xanh sạch, cái cây trắng đều vậy cả, xanh sạch. Củ của nó to khoảng từ 2 đến 4 cm và cao khoảng từ 4 đến 6 cm. Củ khá to. Đây là những cái củ trưởng thành. Còn những củ dài đương nhiên là sẽ nhỏ hơn đúng không ạ? Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Tiếp theo là đến cái lá của nó. Thân lá của nó cũng là thân lá dạng rất là to. Thân lá của nó dài khoảng từ 50 đến khoảng 80 cm. Và có thể chỉ 70 thôi. Đấy, có thể là 60. Đấy, phụ thuộc vào tùy từng cái lá và tùy từng mức độ, tùy từng lá. Ví dụ như cái lá đầu tiên này nó dài khoảng 50. Cái lá thứ hai dài khoảng 70. Đấy. 60 thôi. Nó thì dài 60 hay 80 thì hơi nhiều đấy. 60. Anh chị ạ. 60. Cái đặc trưng của lá của nó thì nó vẫn như những cái dạng lá khác, em chỉ nói được để anh chị có thể biết và tìm hiểu thêm thôi. Chứ còn thực ra để mà nói nhìn thân lá thì nó rất là khó. Khó có thể nói được là chính xác là cái cây này nó là cây nào cả. Nhưng khi mà những cái cây đã nở hoa rồi, những cây có tư liệu thì em biết được rằng là cái cây này nó cây gì. Đấy. Ví dụ như đây, em cũng hay sờ lá của nó để xem là cái độ gai với độ mềm nó đến đâu. Đấy, nó gai đến đâu. Có nhiều bác thì hay sờ để vuốt ngược cái lá này, nhưng mà thế là ngược là hỏng hết lá, đau tay lá. Đấy, các bác nhá. Thì đây là cái lá của nó, đây là dáng củ này. Anh chị nhìn thấy không ạ? Củ rất tròn. Củ tròn nhé. Đấy, và nó xòe, củ chân xòe rất to. Xòe chữ V rất là rộng đúng không ạ? Đây này. Đấy, xòe rất rộng. Cái lá của nó hơi có gân ở dưới này, gân sóng tôn. Gọi là nhăn. Nhăn theo chiều dọc của lá. Anh chị thấy không ạ? Nhăn này. Hơi nhăn.
đa phần thì cái lá nào nó cũng vậy đây này. Đấy, 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 nó hơi nhăn thôi chứ nó không nhăn nhiều. Còn đương nhiên là một số những năm thì có thể là những năm mà nó sẽ nhăn nhiều hơn, những năm nhăn ít hơn. Đấy phụ thuộc vào là chế độ chăm sóc và ánh sáng, thời tiết. Thì nó là điều rất khó. Cái này mình chỉ có thể gọi là tác dụng được phân bón hoặc là cách chăm thì nó sẽ đỡ phần nào thôi. Chứ còn để mà chính xác 100% thì sẽ rất là khó. Thân lá mà mình nuôi sẽ giống 100% thì không có, khó lắm. Tiếp theo thì em nói đến cái vấn đề lá cây. Đây anh chị nhìn ạ, lá cây nhé. Đấy anh chị nhìn nó răn nhiều. Có sóng tôn liên tục. Đấy, răn liên tục. Đấy. Đây này lá nào nó có này. Lá này có ít hơn này. Lá trên là nhiều hơn này. Đấy, những cái lá ở dưới thì nó ít hơn, còn những lá ở trên nó nhiều hơn. Sao mà lạnh thế? Sau này đây. Đây nhìn thấy không? Nó răn đấy. Đấy, răn rất nhiều ở đây này. Răn rất là nhiều. Đấy, cả hai mặt nó đều như vậy. Cuối cái lá của nó hơi vếch vếch này. Có cây thì vếch sang trái, cây vếch sang phải. Đấy, anh chị thấy không ạ? À này. Cái này thì nó vếch sang bên kia. Đấy, lá bên này thì nó vếch sang bên này. Lá bên này thì vếch ngược sang bên kia. Nhìn chung nó ngược xuôi hay không thì nó cũng không quan trọng, phụ thuộc vào mình chăm, phụ thuộc vào lúc mình chăm hết, chăm vào ánh sáng, hướng ánh sáng của nó. Tiếp theo thì đến cái cần hoa của cái cây này. Cần hoa của cái cây này thì anh chị nhìn ở đây thấy thì nó là khoảng 20 bông, hơn 20 bông. Và cần hoa nó cao khoảng từ 60 đến khoảng 80 cm. Cần hoa to cao 60-80 cm. Và cái bông hoa của nó thì khá là dày. Nó không, cây này không bị mất cần. Nó gọi là thoát cần thôi chứ nó chưa phải mất, bởi vì lá nó còn cao hơn bông hoa mà đầu tiên mà. Đấy, đúng ạ. Cái lá của nó, cái lá cao nhất ấy. Thì khi mà anh chị muốn nhận ra được, anh chị phải nuôi như khóm tầm 5 thân. Đấy. Thì cái cần nó hơi to. Cần cái này nó hơi thô, nó khoảng từ 3-4 mm đấy. 4mm, 5mm. Đấy. Tùy từng điểm, tùy từng chỗ. Tiếp theo là đến cái phần bông hoa của nó đây này. Nó sáng quá, phải tầm này nó mới là màu, nó mới gọi là tươi lỗi thật. Còn không ánh nắng nó hơi nhiều, đâm nó hơi vàng. Đấy, cái cánh rất là xanh. Anh chị nhìn cái chuỗi hoa nó rất là đẹp đúng không ạ? Bông hoa của nó chưa được gọi là đều lắm, nhưng nó cũng gọi là ngay ngắn. Nó cũng là thăng hoa và cuốn cần. Đây, thăng hoa. Nghĩa là cần mọc lên. Anh chị thấy không ạ? Đấy, thăng hoa. Bông nào nó cũng thế, thăng hoa rất là đẹp. Và nó cũng cuốn cần rất hợp lý. Có cái là đây là do là nuôi là nó năm nay nó kém, nhưng mà nó chiên hơi bị dối. Còn thực ra để mà nói mà nhận biết thì nó chỉ có một số yếu tố nhất định về một cái cây lan để mình có thể nhận biết được rằng là nó là cái cây nào thôi. Đấy, chứ không để mà nói là nó cũng có sự thay đổi. Nhưng đương nhiên là khi mà các bác mua cây về là các bác sẽ biết rằng là khác nhau như thế nào. Bởi vì nhiều cây và nhiều cái trường hợp ấy là cứ gọi tên, gọi cây nhầm lẫn lộn xộn hết cả. Đấy, đương nhiên là mỗi cây nó có một nét đặc trưng riêng. Các bác nhìn thấy cái tiểu ngọc này thì các bác biết là chắc chắn là thân lá nó là to, cần hoa cao, dày bông, như sai bông thì bé, cánh nhỏ, cần nó hơi thô. Đấy, đấy là một số những cái mà đặc trưng của cái bông này. Thì khi mà các bác chơi thì các bác sẽ nhận ra ngay những cái điều này. Bởi vì khi mà cây nó có hoa, hoặc là khi các bác mua cây về thì các bác thấy là cái thân lá cái này rất to. Khi mà tết nở hoa thì các bác thấy là cái cây này cần nó hơi to so với cánh nó hơi nhỏ, đúng không? Đúng không? Cánh nó phải to hơn cần một tí. Nhưng mà thực ra cái cây này mà nó mà cần nó mà dạng cần tăm ấy, cần bé thì nó không được nhiều hoa như này. Thường những cây cần tăm ít khi nhiều hoa lắm. Những cây cần bé, cần tăm ấy, mọi người hay gọi cần tăm bởi vì cần nó nhỏ, cánh bông nó to ấy. Thì là những cây cần tăm thì cần tăm là ít bông. Thì những cây cần to như này nó mới nhiều bông được. Như cây cẩm tố, anh chị nhìn thấy cây cẩm tố thì cần hoa nó rất là dày bông như này, đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái cây, một số những cái đặc trưng thì em cũng nói về thân lá, về hoa. Thì các anh chị và các bác thì có thể tìm hiểu thêm về những cây địa lan truyền thống cũng như cây địa lan đột biến trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì anh chị có thể xem thêm những video hoặc những cái bài viết em có viết rất là chi tiết đầy đủ về thân lá, về góc nhìn, cách nhìn,
thân lá làm sao, bông hoa như nào và đẹp, các thứ ABC rất là nhiều. Thì mọi người có thể tham khảo trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và các bạn đã theo dõi ủng hộ. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.